chơi không em ơi? Em không chơi đâu, em chơi với bạn em thôi. Em chơi với ai? Em chơi với chuối. Chuối là chi kỷ em đấy. Chuối nào ta? Blaler là chuối đấy anh. À, anh có kết bạn này, để anh mời vào chơi cho vui. Chuối ơi, tao nhớ mày quá. Ok, vào luôn nha. Khoan, đợi tao mời thêm người đã. Bỏ cả Giang Sơn vì Chi Kỷ. Ai ngờ Chi Kỷ thích Giang Sơn. Em ơi, sao vào quân đoàn mấy ngày rồi không đổi tên em? Kệ tao, mày có biết tao là ai không? Là ai thì cũng phải đổi tên mà em. Tao là em anh Phát, kỳ cựu quân đoàn. Ồ, Phát hả? Ok, chờ tí. Anh Phát, thằng này nó bắt em đổi tên nè. Anh em gì ở đây? Em chào anh Abu. Phát, giải quyết thằng này nhanh gọn cho anh. Dạ, ok anh. Tao sống mấy chục năm chưa bao giờ theo đuổi một thằng con trai nào. Thì hôm nay chị theo đuổi em đi. Em muốn thử cảm giác được gái theo đuổi nó như thế nào. Chỉ lần này thôi nhé. Ok, 1, 2, 3 bắt đầu. Mày đứng lại, chị cắn miếng coi. Thôi chị ơi, tha em. I love Abu. Lại đây, tụi chị không ăn thịt đâu. Hello mọi người, lại là mình Abu đây. Wow, hai bộ đồ đẹp chưa kìa. Hôm nay Abu hướng dẫn cho mọi người lấy hai bộ đồ này nha. Abu chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá. Xem mà học hỏi này. Đấy, trúng liền. Quá là xịn trò. Nhiều bạn hỏi Abu lấy kim cương từ đâu thì hôm nay Abu chỉ luôn nhá. Mọi người vào tiểu sử của Abu thấy cái link drop mọi người ấn vào. Và đây, đây là shop chính chủ của Abu nha mọi người. Shop chuyên bán ạc Free Fire và quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực kỳ cao. Chỉ với 19k mọi người có thể quay trúng tới 2999 kim cương kìa. Chỉ với 20k khá là ngon. Để quay thêm phát nữa xem tỷ lệ nổ hũ có cao không nhá. Ui, 12k kim cương luôn kìa. Vãi chưởng. Vì shop mới khai trương nên tỷ lệ trúng cực kỳ cao. Nhanh nhanh kẻo hết nha, vô mọi người. Tết đến rồi, kim cương lại ùa về. Tưng bừng đón Tết, Abu tăng 100% tỷ lệ trúng và lên đến tận 30.000 kim cương cho tất cả các vòng quay trên shop abuff.vn. Ngoài ra các bạn đua top nạp thẻ trên shop sẽ được Abu kết bạn và tặng một phần quà cực kỳ đặc biệt nha. Shop của Abu là shop uy tín số 1 cộng đồng Free Fire Việt Nam. Đường link shop ở trong phần mô tả hoặc comment mình ghi ở dưới video nha. Top 10 TikToker mê gái nhất Việt Nam. Top 1, anh Abu. Này thì anh Abu này. Abu rất là bận nha, không có thời gian chơi game với gái đâu. Anh Abu ơi, rảnh không? Chơi game với bọn em nè. Anh rảnh mà, lúc nào cũng rảnh hết, chơi thì chơi. Nghe đồn Abu ít chơi game với gái lắm. Ai ham hố gì chơi với gái đâu trời, vào đi. Hi, my name is Abu. Abu. Mua. Đúng, đó là điểm mấu chốt. Trời, nặng quá, em bị mất chân rồi. Trả lời bạn kèm lên nào. Chắc chân đi ăn thanh toán cho. It's fast in my face down low. I gotta crush it for you. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start with the... Nhạc đâu lên? Okay, let's go. I'm a bad boy doing good things. Mình ơi, làm người yêu anh nhé. Vâng ạ. I'm a bad boy doing good things. Nãy giờ nhường cho tem bản thôi. Mọi người thấy coi nè, lên gục đầu đi rồi he. Tôi cười nằm xỉu luôn. What? Ôi game dễ mà, nói thế trời. Mọi người xem Abu pha highlight nhá. Mọi người đứng đây đi, đứng đây đi. Mình chỉ cần đứng ra mình nhìn thôi. Nhìn. Hay like mà anh nhắn người lui, xem rồi. Lui bước về sao. Để nhìn thấy Bu rõ hơn. Gây sớm bằng gì Bu? Để có thể ngắm Bu từ xa. Âu yếu hơn. Đại ca, xe đến rồi ạ. Ê, thằng kia, mày leo không? Có ông ơi mà đợi xíu. Thằng kia không chơi thì cút. Hai thằng lợn này, đại ca tao đó. Everybody.